Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Chào mừng các con đã đến với môn sinh học 10. Như vậy ở bài học trước chúng ta đã tìm hiểu được phần thông tin giữa các tế bào trong chủ đề 7. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sang một phần mới, đó là nội dung bài 13, chu kỳ tế bào và nguyên phân. Cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung trong bài học ngày hôm nay. Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, cô có câu hỏi dành cho các con, đó là bằng cách nào từ một phân tử phát triển thành một cơ thể gồm rất nhiều tế bào có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và giống với bộ nhiễm sắc thể trong hợp tử ban đầu. Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn đã đưa ra khi mà học môn sinh học. Các con thấy rằng cơ thể của chúng ta phát triển từ một trứng kết hợp với một tinh trùng, đúng không ạ, tạo ra hợp tử. Và từ hợp tử này phát triển thành một cơ thể gồm tất cả các cơ quan bộ phận và rất nhiều tế bào. Nhưng các tế bào này con thấy rằng đều có bộ nhiễm sắc thể, có vật chất di truyền giống nhau và giống với bộ nhiễm sắc thể chính từ hợp tử ban đầu. Nên các con có lấy một cái tế bào tóc, tế bào da, tế bào tại niêm mạc dạ dày hay tế bào tại miệng, đúng không ạ? Chúng ta đi xét nghiệm đều có bộ nhiễm sắc thể giống nhau, đúng không ạ? Rất là thần kỳ, đúng không nào? Vậy thì từ cơ chế nào mà một hợp tử phát triển thành nhiều tế bào nhưng bộ nhiễm sắc thể lại giống nhau đến như vậy? Thì đó chính là nhờ chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân. Vậy chu kỳ tế bào là gì? Quá trình nguyên phân là gì? Các hiện tượng đó diễn ra như thế nào? Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay chúng ta gồm 3 nội dung. Nội dung thứ nhất đó là chu kỳ tế bào. Nội dung thứ hai đó là quá trình nguyên phân. Và nội dung thứ ba đó là một vấn đề đang rất là hot hiện nay, đó là ung thư và cách phòng tránh ung thư. Đó. Và cho cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mục đầu tiên, đó là về chu kỳ tế bào. Các con đang quan sát thấy trên màn hình, đó là hình ảnh về một chu kỳ tế bào. Vậy thì chu kỳ tế bào là gì? Chu kỳ tế bào là một vòng tuần hoàn các hoạt động sống xảy ra bên trong tế bào, từ khi tế bào được hình thành đến khi tế bào phân chia thành tế bào mới. Thì các con thấy rằng, đã gọi là chu kỳ thì phải tuần hoàn, đúng không ạ? Từ khi tế bào được sinh ra, đó, cho đến khi mà làm sao tế bào trải qua các giai đoạn mà bắt đầu lại phân chia thành hai tế bào mới. Đó, sau đó cái tế bào này lại tham gia tiếp tục vòng tiếp theo, lại phân chia. Như vậy thì người ta gọi đó là một chu kỳ tế bào. Được chưa nhỉ? Như vậy đây là khái niệm các con cùng đi vào thì chúng ta có tư liệu học tập. Và vậy thì quan sát cái hình ảnh này, hình ảnh chu kỳ tế bào này, các con hãy cho cô biết là chu kỳ tế bào gồm các giai đoạn nào? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chu kỳ tế bào sẽ gồm các giai đoạn. Đầu tiên cái giai đoạn mà con thấy chiếm nhiều thời gian nhất trong chu kỳ tế bào, đúng không ạ? Đây, đó là kỳ trung gian. Trong kỳ trung gian này thì gồm 3 pha, đó là pha G1, pha S và pha G2. Còn cái giai đoạn chiếm ít thời gian hơn thì đó là pha M, tức là pha phân chia, hay người ta còn gọi đây là nguyên phân. Có nghĩa rằng là gì? Nguyên phân là nằm trong chu kỳ tế bào. Và trong cái pha phân chia này thì gồm các kỳ, đó là kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối. 4 kỳ này thuộc về pha phân chia nhân, còn một pha nữa là pha phân chia tế bào chất. Cái pha phân chia tế bào chất này thì sẽ thường sẽ đi cùng với pha thời điểm cùng với kỳ cuối, và chúng ta sẽ tìm hiểu trong giai đoạn lát nữa. Đó là cái tổng thể nhất. Như vậy đầu tiên là kỳ trung gian gồm 3 giai đoạn G1, S, G2 và pha phân chia, đó là pha M. Đó chính là quá trình nguyên phân. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu là pha G1, pha S và pha G2 thì sẽ có diễn biến diễn ra như thế nào. Thì các con thấy đầu tiên là từ một tế bào, được chưa? Pha G1 là cái pha gọi là pha sinh trưởng. Ở cái pha sinh trưởng pha G1 này thì các con thấy rằng là chúng sẽ tổng hợp, đúng không ạ? Chúng sẽ tổng hợp là tăng kích thước, là tổng hợp tất cả các điều kiện cần cho quá trình nhân đôi ADN. Tại vì pha S là pha dễ dàng xảy ra nhân đôi ADN và nhân đôi nhiễm sắc thể cần rất nhiều vật chất. Nên pha G1 chúng ta thấy là pha chuẩn bị, tức là chúng sẽ tổng hợp rất nhiều chất và cần cho quá trình này. Tại pha G1 thì có một điểm rất là quan trọng, đó là điểm kiểm soát G1. Nếu như cái điểm kiểm soát G1 này tiếp nhận đủ điều kiện, tức là đủ điều kiện để chuyển sang pha nhân đôi, nghĩa là nó tổng hợp đủ các vật chất, tổng hợp đủ năng lượng thì tế bào sẽ được chuyển sang pha S, tức là pha nhân đôi nhiễm sắc thể nhân đôi ADN. Nhưng tuy nhiên nếu như pha G1, cái điểm kiểm soát G1 này tiếp nhận được
đó là chưa đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện thì sẽ tế bào sẽ bước vào pha G0. Pha G0 là cái pha mà sẽ duy trì khả năng phân chia. Khi xuất hiện cái nhu cầu và pha này sẽ phục hồi các cái tổn thương, tức là chưa đủ điều kiện thì chúng ta sẽ sang này. Đấy ạ. Nên cái điểm kiểm soát G1 là như vậy. Đây là một điểm kiểm soát rất là quan trọng, nên là các con nhớ. Tiếp theo, sau khi mà đã qua được cái điểm kiểm soát G1 rồi, tổng hợp đầy đủ các chất rồi, thì tế bào sẽ bước sang pha tiếp theo, đó là pha S. Tại pha S chính là pha nhân đôi. Tại pha nhân đôi này thì ADN, tức là vật chất di chuyển cấp độ phân tử nhân đôi, dẫn đến sự nhân đôi của những sắc thể, tức là vật chất di chuyển ở cấp độ tế bào. Khi mà nhân đôi những sắc thể thì con thấy này là gì ạ? Từ mỗi những sắc thể sẽ nhân đôi thành hai chromatid đính với nhau ở tâm động. Đó thì gọi đó là một những sắc thể kép. Thì tại pha S tất cả sẽ nhân đôi. Sau khi nhân đôi xong thì chúng sẽ chuyển sang pha G2. Tại pha G2 là pha sinh trưởng và chuẩn bị cho phân bào. Nếu như G1 là pha sinh trưởng và chuẩn bị cho nhân đôi, thì sau khi nhân đôi xong sang G2 lại là cái pha mà gì? Sinh trưởng tổng hợp các chất chuẩn bị sang quá trình bước vào quá trình phân chia, tức là bước vào pha mở. Và đương nhiên là tại điểm kiểm soát ở pha G2 này có cái điểm kiểm soát G2 giống như G1 vậy. Tức là khi kiểm soát đủ các điều kiện rồi thì tế bào mới từ pha G2 chuyển sang pha phân chia, tức là pha mở được. Còn nếu như không đủ điều kiện thì không thể chuyển sang. Thì đó là điểm kiểm soát G2. Như vậy, cái giai đoạn, cái chu kỳ tế bào chiếm chủ yếu bởi cái gì trung gian, thì con thấy ba cái pha trong kỳ trung gian có vai trò rất quan trọng. G1 là pha chuẩn bị cho nhân đôi ADN và nhân đôi những sắc thể. Pha S là pha nhân đôi. Và pha G2 là pha chuẩn bị để chuyển sang pha mở, tức là pha phân chia. Được chưa nào? Và tại kỳ trung gian chúng ta có hai điểm kiểm soát, đó là điểm kiểm soát G1 và điểm kiểm soát G2. Hai cái điểm kiểm soát này có vai trò rất quan trọng trong việc điều khiển chu kỳ của tế bào được diễn ra một cách ổn định và bình thường nhất. Đó, thì các con nhớ về cái quá trình kỳ trung gian. Đó, và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái pha mở, tức là pha phân chia, hay người ta gọi đây là quá trình nhân phân, gồm các kỳ, đó là kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối. Đó, được chưa nào? Kỳ đầu, kỳ giữa, sau, kỳ cuối thì tí nữa chúng ta sẽ học về cái diễn biến của những sắc thể cũng như các bào quan ở trong tế bào trong các giai đoạn này. Và cuối cùng là pha phân chia tế bào chất, sau đó sẽ tạo thành hai tế bào con. Thì đây là các hoạt động, các diễn biến trong chu kỳ tế bào. Và cái bảng bên này là các bảng mô tả khái quát, đúng không ạ? Mô tả khái quát về các pha, các kỳ trong chu kỳ tế bào. Các con cùng lưu lại để chúng ta có tư liệu học tập. Và thông qua cái phần mà cô vừa mới giới thiệu các con, các con hãy cho cô biết là điểm kiểm soát có ở những pha nào trong chu kỳ tế bào và vai trò của chúng là gì. Nếu như chúng ta nghe kỹ từ nãy giờ thì các bạn có thể hoàn toàn mạnh dạn trả lời, đúng không ạ? Là có hai điểm kiểm soát trong chu kỳ tế bào, đó là điểm kiểm soát G1 và điểm kiểm soát G2, đúng không ạ? G1 là gì? Để kiểm tra xem tế bào đã đủ điều kiện để sang pha phân chia chưa. Nếu chưa đủ điều kiện thì sẽ ở lại pha G0. Còn nếu như đủ điều kiện thì sẽ sang pha S, đúng không ạ? Còn điểm kiểm soát G2 là để xem tế bào đã đủ điều kiện để bước vào pha phân chia, đó là pha M hay chưa. Được chưa nào? Đó, thì từ nãy giờ nếu như quan sát là các bạn đã biết được phần này rồi. Và chu kỳ tế bào, chính vì ở cái điểm kiểm soát mà chu kỳ tế bào được kiểm soát rất chặt chẽ, đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể. Lát nữa các con sẽ thấy là nếu như cái chu kỳ tế bào của chúng ta mà bị rối loạn thì sẽ gây ra những hậu quả vô cùng là lớn. Đó. Thì ở đây cô câu hỏi dành cho các con như sau. Đó là theo các con thì thời gian chu kỳ tế bào và tốc độ phân chia của các tế bào giống nhau hay khác nhau ở các tế bào trong cùng một cơ thể? Tức là trong cùng một cơ thể của chúng ta nhá, thì cái thời gian chu kỳ tế bào dài ngắn giữa tế bào là giống nhau hay khác nhau này, và cái tốc độ phân chia nhanh hay chậm giữa các tế bào là giống nhau hay khác nhau đó trong cùng một cơ thể ạ. Thì ở đây các con thấy rằng là thời gian chu kỳ tế bào là khác nhau và tùy thuộc vào từng loại tế bào. Trên màn hình các con có thể thấy một số ví dụ, như là ví dụ tế bào da người thì phân chia liên tục, đúng không ạ? Thấy không ạ? Tắm hàng ngày, đúng không ạ? Đó, thì phân chia liên tục trong suốt cuộc đời. Tế bào gan thì thường không phân chia cho đến khi xuất hiện nhu cầu. Đó, hay là gì? Đó, và thời gian chu kỳ tế bào mỗi tế bào là khác nhau. Ví dụ chu kỳ tế bào của tế bào biểu mô ruột là 2 đến 4 ngày sẽ phân chia một lần. Tế bào hồng cầu là 4 tháng và tế bào gan là nửa năm đến 1 năm, còn tế bào thần kinh thì sẽ không phân chia, thì sẽ là suốt đời sống của cơ thể luôn. Đó, thì như vậy con thấy là rõ ràng trong cùng một cơ thể, nhưng đặc biệt là ở cơ thể đa bào
thì các tế bào thực hiện những chức năng nhiệm vụ khác nhau sẽ có cái thời gian phân chia cũng như cái thời gian chu kỳ tế bào, tốc độ phân chia là khác nhau. Đó, như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong phần 1, đó là về chu kỳ tế bào, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần 2, đó là cái cơ chế phân phân trong pha mờ đấy ạ, trong pha mờ có phân chia lúc nãy chúng ta chưa học. Và đây cũng chính là cái cơ chế sinh sản của tế bào. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cơ chế của chúng như thế nào nhé. Ở phần này chúng ta sẽ học hai phần, thứ nhất là về khái niệm sinh sản của tế bào và thứ hai là cơ chế nguyên phân, cái diễn biến của cơ chế nguyên phân. Chúng ta đi ở phần đầu tiên, đó là khái niệm về sinh sản của tế bào. Sinh sản của tế bào là quá trình các tế bào mới được tạo ra từ tế bào ban đầu, làm tăng số lượng tế bào qua phân bào và thay thế cho các tế bào đã chết. Như vậy ở đây khái niệm chúng ta thấy quá trình sinh sản tế bào là quá trình đơn giản thôi, đúng không ạ? Từ tế bào mới tạo ra, tế bào mới được tạo ra từ tế bào ban đầu. Và tăng số lượng tế bào cũng như thay thế cho các tế bào đã chết thì gọi là sinh sản giữa tế bào. Vậy thì ở đây con đang nhìn thấy một hình ảnh và cô câu hỏi dành cho các con, đó là các tế bào mới được tạo ra từ một tế bào là giống nhau hay khác nhau. Đây là hình ảnh minh họa thôi, đúng không ạ? Nhưng mà minh họa cũng tương đối là mô phỏng cái kiến thức thực tế. Con thấy là từ một tế bào ban đầu này, qua lần cho chu kỳ tế bào thứ nhất tạo ra hai tế bào con, sau đó mỗi tế bào con lại phân chia ra chu kỳ tế thứ hai, đúng không ạ? Phân chia chu kỳ thứ hai. Vậy thì các tế bào này được tạo ra từ một tế bào là giống nhau hay khác nhau? Thì rõ ràng ở đây đó là giống hệt nhau, được chưa ạ? Vậy các tế bào tạo ra là giống hệt nhau. Và đặc biệt là cái bộ ADN, bộ nhiễm sắc thể, cái bộ trong nhân này thì được truyền từ tế bào này sang tế bào khác. Chính vì vậy mà chúng ta quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên, đó là tại sao từ một cái hợp tử nhỏ bé mà lại tạo ra được một cơ thể mà trong đó tất cả các tế bào của cơ thể đều có bộ nhiễm sắc thể giống nhau, thì chính là nhờ cơ chế nguyên phân, đúng không ạ? Vậy thì cơ chế này diễn ra như thế nào? Các con cùng tìm hiểu phần 2, đó là cơ chế sinh sản của tế bào, cơ chế nguyên phân. Như chúng ta đã nói ở cái phần đầu tiên rồi, đó là trong cái quá trình nguyên phân, trong cái pha phân chia thì gồm 4 kỳ, đó là kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối, đi kèm với pha phân chia tế bào chất. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ các quá trình sẽ diễn ra như thế nào? Các con sẽ cùng lắng nghe này. Các con thấy là tế bào ban đầu sẽ trải qua kỳ trung gian để thực hiện cái việc nhân đôi. Sau khi nhân đôi thì nhiễm sắc thể tạo thành là nhiễm sắc thể kép gồm 2 chromatid. Các con quan sát hình, đây là 2 chromatid đính với nhau ở tầm động. Được chưa ạ? Mỗi nhiễm sắc thể kép gồm 2 chromatid đính với nhau ở tầm động. Đó. Như vậy đây là ở kỳ đầu. Như vậy ở kỳ đầu là đã có sự nhân đôi xong rồi, xong ở kỳ trung gian rồi và chuyển sang kỳ đầu. Thì tại kỳ đầu cái hiện tượng diễn ra đó là nhiễm sắc thể bắt đầu co ngắn. Được chưa ạ? Sau đó sang kỳ giữa thì các con thấy là gì? Ở cuối kỳ đầu cái thoi phân bào được hình thành. Thế con thấy ở kỳ giữa đó là sự xếp hàng của nhiễm sắc thể kép thành một hàng dọc trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Con thấy chưa? Nhiễm sắc thể kép thứ nhất xếp vào đây. Được chưa? Xếp lần lượt tạo thành một hàng trên phẳng xích đạo thoi phân bào. Và con nhớ ở chỗ này cho cô, đó là ở nguyên phân hay là ở giảm phân, các quá trình sau này con học thôi, thì kỳ giữa đều là sự xếp hàng của nhiễm sắc thể trên thoi phân bào. Đó, và ở đây là xếp hàng một hàng. Sau đó đến kỳ sau thì con thấy là sự co rút của thoi phân bào sẽ rút về hai bên. Thì như vậy là cái nhiễm sắc thể kép của chúng ta sẽ bị tách nhau ra tâm động. Đó, con thấy không ạ? Từ cái nhiễm sắc thể kép này nhá, tách thành hai nhiễm sắc thể đơn và kéo về hai cực của tế bào. Thì đây là hiện tượng của kỳ sau. Tiếp theo đến kỳ cuối thì chúng ta thấy đồng thời đây là sự phân chia tế bào chất. Thì hai cái phần mà đã được tách chúng ta thấy là sẽ đi về hai tế bào bào mới và sẽ tạo thành hai tế bào con. Như vậy hai tế bào con sẽ có bộ nhiễm sắc thể giống với tế bào ban đầu. Và ở đây nếu như chúng ta xét về số lượng nhiễm sắc thể có ở trong tế bào qua từng giai đoạn thì các con cùng chú ý này. Ở kỳ đầu của chúng ta, đúng không ạ? Tế bào là 2N, ban đầu chúng ta có tế bào là 2N mà, đúng không ạ? Nhân đôi lên thì từ một tế bào đơn sẽ tạo thành một nhiễm sắc thể đơn sẽ tạo thành một nhiễm sắc thể kép. Chính vì thế mà ở kỳ đầu sẽ có bộ nhiễm sắc thể là 2N kép. Con chú ý nhé là 2N kép chứ không phải 4N đơn đâu ạ. Trạng thái đơn là trạng thái khác, còn trạng thái kép là trạng thái khác. Nên ở kỳ đầu sẽ là 2N kép, đúng không nào? Thế chúng ta suy ra kỳ giữa. Vậy thì kỳ giữa có bộ nhiễm sắc thể là bao nhiêu đây? Vẫn là 2N kép, số lượng chưa có gì thay đổi. Nhưng khi sang kỳ sau con thấy này, cứ một cái kép, một nhiễm sắc thể kép tách thành hai nhiễm sắc thể
thể đơn, một nhiễm giác thể kép tách thành hai nhiễm thể đơn. Vậy thì số lượng nhiễm giác thể có trong tế bào thì sau sẽ là 4N đơn, đúng không ạ? Tại vì đây là từ một kép thành hai đơn thì 2N kép sẽ thành 4N đơn. Sau đó đến pha phân chia tế bào chất thì lại tách đôi ra, đúng không ạ? Nên trong mỗi tế bào con sẽ chỉ còn 2N đơn thôi. Nên chúng ta thấy rằng là bộ nhiễm thể của tế bào con thì giống hệt cái tế bào ban đầu là 2N. Và để rõ hơn về từng cái hiện tượng qua cái hình mà cô vừa mới trình bày, các con sẽ cùng sang bảng sau. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về diễn biến của các pha trong phân chia nhân gồm kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối và pha phân chia tế bào chất, cũng như chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ nhiễm sắc thể có trong tế bào trong pha phân chia nhân. Như vậy ở kỳ đầu diễn biến cô nói với con rồi, đó là nhiễm sắc thể đóng xoắn co ngắn, các hiện tượng khác như là màng nhân và nhân con tiêu biến, thoi phân bào hình thành và các nhiễm sắc thể kép đính với thoi phân bào tâm động. Cái hiện tượng các nhiễm thể kép đính với thoi phân bào tâm động này là chúng ta thấy ở cuối kỳ đầu đó. Sau đó sau khi đính xong thì sang kỳ giữa là chúng ta thấy ở đây là cái giai đoạn mà nhiễm sắc thể đóng xoắn cực đại. Nên đến cái bài sau là cái bài mà quan sát nhiễm sắc thể. Thì các con thấy rằng là chúng ta lại quan sát chủ yếu ở kỳ giữa là cái giai đoạn mà dễ quan sát nhiễm thể nhất, tại vì chúng đóng xoắn cực đại. Và chúng xếp thành mấy hàng đây ạ? Xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Tiếp theo đến kỳ sau sẽ là sự kéo nhiễm sắc thể về hai cực của tế bào nhờ sự co rút thoi phân bào. Như vậy nhiễm sắc thể kép sẽ bị kéo thành hai nhiễm sắc thể đơn. Và kỳ cuối đó là nhiễm thể giãn xoắn và nhiều màng nhân con xuất hiện trở lại. Được chưa nào? Còn đối với phân chia tế bào chất thì chúng ta thấy là chúng thường diễn ra đồng thời với kỳ cuối. Và để phân chia tế bào chất thì ở thực vật là có thể hình thành vách ngăn, còn ở động vật là hình thành các eo thắt. Còn xét về số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào, chúng ta thấy ở kỳ đầu là 2N kép như cô đã nói rồi. Ở kỳ giữa cũng là 2N kép, nhưng sang kỳ sau là 4N đơn và ở kỳ cuối mỗi tế bào là 2N đơn. Thì cái số lượng nhiễm sắc thể này sẽ liên quan rất nhiều đến phần các con sẽ làm bài tập, nếu như có bài tập ở phần này. Nên là các con, đây là cái bảng mà chúng ta ghi lại những hiện tượng quan trọng của quá trình nguyên phân. Thì các con sẽ cùng lưu lại để chúng ta có tư liệu, chúng ta học tập. Đó. Và để nói rõ hơn là về cái việc hình thành eo thắt hay hình thành vách ngăn trong giai đoạn phân chia tế bào chất, thì các con quan sát thấy trên hình ở hình A, đó là việc hình thành eo thắt. Các con thấy là hai tế bào dần dần hình thành các cái eo, đúng không ạ? Thắt nhỏ dần và hình thành hai tế bào con, đó là với tế bào động vật. Còn tế bào thực vật của chúng ta là tế bào có thành cellulose cứng chắc, chính vì vậy mà cái việc hình thành vách ngăn hình thành eo thắt giống như là động vật là không khả thi. Nên tế bào thực vật sẽ hình thành nên các vách ngăn, dần dần sẽ có các vách ngăn bằng cellulose sẽ dần dần được hình thành và ngăn cách hai tế bào tạo thành hai tế bào con. Đó, thì đây là cái quá trình hình thành vách ngăn và eo thắt ở pha phân chia tế bào chất. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong về các diễn biến của quá trình nguyên phân. Và con sẽ cùng theo dõi cho cô về một cái video để chúng ta hiểu rõ hơn về cái quá trình nguyên phân này. Đây là tế bào của chúng ta trước khi bước vào phân chia. Chúng ta thấy là từ một nhiễm thể đơn này, đúng không ạ? Đây là một nhiễm thể đơn nhân đôi tạo thành một nhiễm thể kép gồm hai chromatid đính với nhau ở tâm động. Đó là kỳ trung gian nhé con. Sau đó sẽ bước vào pha phân chia nhân. Thì gồm 4 kỳ là đầu, giữa, sau, cuối. Thì con thấy là ở kỳ đầu sẽ hình thành nên các thoi phân bào. Sau đó kỳ giữa nhiễm sắc thể sẽ xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo. Và đến kỳ sau thì nhiễm thể kéo về hai cực của tế bào. Và đây là tế bào thực vật. Được chưa? Nên là cái quá trình phân chia tế bào chất các con sẽ hình dung là sẽ hình thành nên các cái vách ngăn. Đó. Vách ngăn bằng cellulose này sẽ dần dần được hình thành và ngăn tế bào thành hai tế bào con. Dạ, đó chính là cái vách ngăn mà cấu tạo của cellulose rất là cứng chắc. Như vậy kết quả là con thấy là gì? Hình thành nên hai tế bào con, đúng không ạ? Kết quả đây là từ một tế bào ban đầu này, qua một lần nhân đôi, qua một lần phân chia nguyên phân thành hai tế bào con giống hệt tế bào ban đầu và vậy thông qua quá trình tìm hiểu, chúng ta biết được kết quả quá trình nguyên phân, đó là từ một tế bào mẹ có bộ nhiễm sắc thể 2N tạo ra hai tế bào con giống nhau và giống tế bào mẹ. Chính vì kết quả này mà quá trình nguyên phân có tên là nguyên phân. Thật ra nguyên phân có tên gọi là gì ạ? Phân bào nguyên nhiễm. Có nghĩa là quá trình phân bào mà giữ nguyên bộ nhiễm sắc thể của tế bào mẹ.
Mẹ là hai n và tạo ra hai con cũng là hai n nên người ta gọi đó là luân phân hay là phân bào nguyên nhiễm. Với kết quả như vậy thì ý nghĩa của quá trình luân phân con thấy là làm tăng số lượng tế bào giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển. Với cơ thể chúng ta từ khi mới sinh ra đúng không ạ, mới nặng khoảng 3 cân, 3 cân rưỡi, 4 cân. Nhưng mà đến bây giờ nó nặng đúng không ạ, 50 cân, 60 kg rồi. Thì đúng là nhờ gì? Sự tăng về số lượng tế bào. Và thứ hai, ý nghĩa thứ hai đó là ngoài sự tăng về số lượng tế bào thì còn có ý nghĩa đó là tái sinh các mô cơ quan bị tổn thương và thay thế các tế bào chết, được chưa nào? Thì đó là kết quả và ý nghĩa của quá trình luân phân. Chúng ta thấy ở đây như là cái hiện tượng mà đuôi thằn lằn đúng không ạ? Đuôi thằn lằn các con thấy đứt ra có thể tái sinh lại, mọc lại đấy, các con hay gọi đơn sơ là mọc lại. Thì đó là chính là nhờ quá trình luân phân tạo ra chiếc đuôi mới đúng không ạ? Hay là quá trình luân phân phát triển mạnh ở hình B, đó là ở các mô phân sinh làm cho rễ cây phát triển và dài ra. Thì đó là một số ý nghĩa mà trong thực tế mà chúng ta thấy về quá trình luân phân. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang nội dung thứ ba của bài học ngày hôm nay, cũng là một nội dung rất thú vị, đó là ung thư và cách phòng tránh. Có lẽ là bệnh ung thư thì các con đã nghe rất là nhiều và càng ngày nghe càng nhiều và chứng kiến rất nhiều người xung quanh mình bị ung thư đúng không ạ? Vậy thì ung thư là gì? Đó, và tình hình ung thư cũng như cách phòng tránh như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ba nội dung này trong cái phần ba la mã. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về chu kỳ tế bào ảnh hưởng như thế nào tới bệnh ung thư. Thì đầu tiên chúng ta phải biết ung thư là gì, đúng không ạ? Các con nghe rất nhiều về ung thư nhưng ung thư là gì? Thì ung thư chính là sự tăng sinh không kiểm soát của một nhóm tế bào hoặc mô tạo thành khối u chèn ép các cơ quan trong cơ thể. Có nghĩa là bình thường các tế bào của chúng ta phân chia bình thường, đúng không ạ? Thì không sao. Nhưng mà khi cái quá trình kiểm soát này bị vấn đề thì một nhóm tế bào phân chia bất thường. Và khi phân chia bất thường thì số lượng tế bào sẽ tăng. Số lượng tế bào tăng dẫn đến hình thành khối u và khối u này chèn ép các cơ quan ở trong cơ thể. Và khối u này của chúng ta thì có hai loại các con ạ. Đó là khối u lành tính, tức là khối u không có khả năng di căn, và khối u ác tính, tức là khối u có khả năng di căn. Và khả năng di căn ở đây là gì? Thì khả năng di căn có nghĩa là khả năng tế bào này tách ra và theo máu đến các cơ quan khác và gây khối u ở các cơ quan khác, thì đó gọi là khả năng di căn. Còn nếu như khối u mà không có khả năng này thì gọi là khối u lành tính, khối u khả năng di căn thì gọi là khối u ác tính. Đó, thì đó chính là khái niệm về ung thư. Vậy thì chu kỳ tế bào ảnh hưởng như thế nào, đúng không ạ, mà gây mất kiểm soát ung thư? Nguyên nhân ở đây chúng ta thấy đó là do tế bào phân chia không bình thường mới tạo thành khối u. Và thứ hai chúng ta tìm hiểu đó là tình hình ung thư ở Việt Nam. Thì các con thấy rằng là quan sát thực tế thôi thì chúng ta cũng thấy rằng là cái hiện trạng về ung thư có thể diễn ra ở mọi lứa tuổi, mọi giới tính, đúng không ạ? Và mọi cơ quan trong cơ thể, và cái tình trạng này càng ngày càng diễn ra nhiều. Đây là cái sơ đồ tổng hợp về các ca mắc ung thư mới ở Việt Nam năm 2020. Thì con thấy rằng một cái số lượng đúng không ạ, người bị ung thư rất là đáng để chúng ta lo ngại. Đó, và cái số lượng này càng ngày càng tăng, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải phòng tránh ung thư như thế nào? Muốn biết được cách phòng tránh thì chúng ta phải biết được nguyên nhân gây ra ung thư. Thật ra nguyên nhân các con thấy là chỉ là do sự mất kiểm soát chu kỳ tế bào dẫn đến quá trình phân chia không chính xác của tế bào thôi, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao tế bào lại mất kiểm soát? Chúng ta thấy là tế bào chúng ta có pha điểm kiểm soát G1 và điểm kiểm soát G2, đúng không ạ? Thì hiện tại về các loại ung thư, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu về nguyên nhân ra các bệnh ung thư. Nhưng có một số bệnh, đúng không ạ, ung thư người ta tìm ra nguyên nhân rồi, đó là do sự đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể xảy ra ở các điểm kiểm soát cũng như trong chu kỳ tế bào, dẫn đến cái chu kỳ tế bào không được kiểm soát và tạo thành khối u. Mà cái nguyên nhân gây ra đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể các con biết rồi, đó là gì ạ? Đó là do cái nguyên nhân bên ngoài, là từ tác nhân vật lý như các tia sáng, sự sốc nhiệt, tác nhân hóa học như là các chất hóa học, hay là tác nhân sinh học như là các loại virus, ví dụ như vậy, thì cũng gây ra đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể. Nên ở đây nói về phòng tránh ung thư thì chúng ta loại bỏ các tác nhân mà gây ra các đột biến gen, đúng nào, và đột biến nhiễm sắc thể. Nếu này chúng ta đưa ra các biện pháp phòng tránh như là gì đây ạ? Như là không hút thuốc này, sử dụng rượu bia chất kích thích, chế độ ăn uống dinh dưỡng phù hợp, đúng không ạ? Xây dựng chế độ tập luyện nghỉ ngơi hợp lý, quan hệ tình dục an toàn, thực hiện tiêm chủng đầy đủ với HPV, viêm gan B, những loại virus mà có khả năng gây ra ung thư, rồi là giữ môi trường sống trong lành. Để mà nói về phòng tránh ung thư thì hiện tại là các con thấy là khoa y học đang rất là phát triển, nhưng mà để chữa được các bệnh về ung thư thì tốn rất là nhiều
về kinh phí, thời gian cũng như là về sức khỏe chưa chắc đã chữa được, nên tốt nhất là chúng ta nên phòng tránh bằng các chế độ ăn uống, tập luyện nghỉ ngơi cũng như giữ môi trường sống lành mạnh thì sẽ tránh được các loại bệnh tật, được chưa nào? Và đây vẫn là một vấn đề nan giải mà các nhà khoa học phải tìm, nhà khoa học cũng như là cái nền y học của chúng ta cần phải tìm cái giải pháp cho bệnh ung thư này. Đó thì các con sẽ thực hiện những cái biện pháp đơn giản như cô vừa nói để chúng ta phòng tránh ung thư. Và bài học ngày hôm nay thì đến đây đã hết rồi. Và các con cần nhớ cho cô kiến thức cốt lõi mà cô đã nêu ở các bảng về chu kỳ tế bào này, về quá trình nguyên phân cũng như là về bệnh ung thư. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con trong những bài học lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.